cho các bạn. Có người thì thích để không cái máy xài cho nó sướng, có người thì thích đeo cái bao vô cho cái máy nó an toàn. Thì mình là thuộc trường phái là thích màu mè và mình cũng thích bảo vệ cái máy của mình, cho nên là điện thoại hay là laptop của mình là mình cũng thích sử dụng một cái ốp để xài. Thì cái ốp hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái ốp lưng của UAG dành cho MacBook Pro 14 inch. Cái này mình mua của proshop.vn. Thì phiên bản mình đang cầm ở trên tay đây là dòng Pleo ha. Thì UAG có sản xuất 3 loại cái case dành cho MacBook Pro. Thì hôm nay chúng ta sẽ review cái dòng Pleo này. Rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Hey, this is Rocket Workshop. Listen to check out me. Ok, để chuẩn bị cho cái bài review của cái ốp lưng UAG thì mình đã mua thêm cái MacBook Pro 14 inch. Đây, đây là các MacBook Pro 14 inch của mình. Thì trong dự định của mình đáng lẽ là nay mình mua con MacBook Air M2, nhưng mà vì một số lý do thì mình sẽ mua con MacBook Pro 14 inch. Ok, bản của mình đang có đây là M1 Max 32GB và 1TB ổ cứng. Khui ra thôi. Hãy khui ra thì mới có đồ để mà test cái ốp lưng được chứ. Nói chung là hơi... Trước đây mình hay xài đồ của ThinkPad X1 Nano. Lần cuối cùng mình xài một cái MacBook Pro là năm 2011. Và sau đó là mình chuyển sang mình xài đồ của Windows. Và năm nay có nhiều lý do, thế là chúng ta phải xài đồ của Apple trở lại thôi. Mùi cũng được. Rồi. Rồi, bên trong của cái hộp này thì nó chả có cái gì, có chắc có sạc dưới đây đúng không? Một củ sạc. Mẹ to vật vã ra. Không thích lắm. Rồi. Đây là cái MacBook Pro 14 inch mới 100%. Ngược. Nhìn chung là đẹp đẽ. Lý do mình mua một cái ốp là vì mình đã từng xài qua khá là nhiều cái máy bằng nhôm. Tại vì của Surface cũng có, vợ mình thì xài Mac. Nhưng mà khi mà lỡ va vào thì mấy cái cạnh nó sẽ móp. Mình chưa cần nói cái rớt. Và cái thứ hai nữa là sau này khi mà làm việc nhiều hơn, mình hay đi nhiều hơn, mình cũng không muốn mang theo một cái giỏ chống sóc nữa. Mình cứ luyện trong cốp xe mình đi thôi. Đấy, cho nên mình mua một cái ốp. Và khui cái ốp này ra xem nào. Đây ha, Leo Sari. Cái ốp này có giá bán lẻ là 2 triệu và giá khuyến mãi hiện tại đang bán là 1 triệu 8 ở Pro Shop. Chi mà khó khăn vậy trời. Rồi. Thì đây là khi các bạn mua mở ra thì nó sẽ là một miếng, hai miếng cao su với nhau như thế này. Đó. Rồi. Còn cái miếng màu bạc này là chẳng qua để cho các bạn hình dung cái màu của cái này thôi. Và nếu như bạn thích thì các bạn có thể cắt một cái miếng nào đó khác giống với là cái miếng này dán lên đây để cho cái laptop của bạn nó có màu thiệt đẹp. Rồi, còn bây giờ thì gắn vào thôi. Để lên, mở ra, rồi nhét vào. Mở lên, thấy không? News, mới 100%. Việc gắn vào nó cũng khá là dễ. Thì với kinh nghiệm mà xài đồ UAG của mình trong khoảng
vài năm nay thì mình có thể nói với bạn một cái điều thế này. Nếu như các bạn nghĩ rằng các bạn muốn mua món đồ của UAG và sau đó là các bạn mong chờ rằng nó bền bỉ theo khoảng chừng 10 năm, 20 năm thì không khó đâu. Mình có một cái ốp UAG cho điện thoại di động và các bạn biết chuyện gì xảy ra với nó không? Mình xài sau khoảng 3 năm và tất cả các ron cao su này nó sẽ bong tróc hết. Thì đối với nhiều người cái việc mà bong tróc cái ron cao su này đối với họ là một cái gì đó nó không thể chấp nhận được. Nhưng mình vui khi cái ron cao su đó bong tróc, chứng tỏ rằng UAG họ làm cái cao su này là cao su tự hủy, nó không gây hại đến môi trường. Đó là tin vui. Nếu như các bạn làm một cái ốp mà nó có thể xài 10 năm nó không dịch chuyển gì cả, làm gì có chuyện đó. Bạn có tính xài cái máy này 10 năm không? Bạn có tính xài cái điện thoại 10 năm không? Nhiều khi các bạn xài cái ốp chưa tới 2-3 tháng này các bạn đã phải mua một ốp khác rồi. Thì đây thì một ví dụ nè, một cái ốp dạng như thế này, nó có mấy chục ngàn thôi à, rất là rẻ. Nhưng mà cái nhựa của nó không phải là nhựa tự hủy. Cái nhựa của nó là các bạn để nó sẽ cũ và nó sẽ không bị ảnh hưởng, nó không có hủy gì hết. Còn đồ của UAG thì các bạn để sau khoảng 3 năm là bắt đầu nó có dấu hiệu, nó sẽ tự hủy, nó sẽ giòn, nó sẽ xốp, nó sẽ rã ra thành bụi luôn. Đó là dấu hiệu báo hiệu là bạn nên đi mua một cái máy khác, một cái gì đó khác. Rồi, các bạn nhét vô tới đây xong, các bạn đừng có bấm mạnh quá thì nó sẽ có thể bị ảnh hưởng đến màn hình các bạn. Việc của các bạn là đậy nó lại. Rồi, rồi thì cắt góc của nó sẽ vô. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái ốp cho con MacBook Pro 14 inch. Nó khá là đẹp. Nó sẽ làm cho cái máy của bạn dày thêm một khúc nữa, nhưng mà nó làm cho mọi thứ nó an toàn. Đối với lại cái MacBook Pro thì họ làm những cái khe thắt nhiệt ở đây, cho nên đó, các bạn có thể thấy được là cái khe thắt nhiệt. Đây, khe thắt nhiệt, quên chưa mở đèn trên đây. Đấy, các bạn thấy cái khe thắt nhiệt không? Hai bên. Cho nên là đảm bảo có thể yên tâm là các bạn xài nó sẽ rất là đã. Đồ mới mà mở ra thì nó lại nhảy gì đó. Và mình nghĩ rằng khi mà gắn vô rồi mở ra cũng dễ, gắn vô rồi mở ra cũng dễ. Nó chỉ khớp nhẹ lên thôi chứ nó không có gây cái đường nứt gì lên trên cái máy của các bạn cả. Rồi để xem cho các bạn xem. Đây. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ bám nhẹ lên trên cái máy của các bạn như thế này. Đấy, xích lên xíu nè, đó. Những cái đường này nó sẽ bám nhẹ lên, bởi vì của bạn là các bạn nhấn nó vào. Nhấn nó vào. Nhẹ. Nó sẽ vào khớp. Lúc đầu là mình tính đi sơn. Nhưng mà sau hoặc là dán cái skin gì đó, rồi sau đó mới ốp cái này lên, nhưng có vẻ là không, vì nó rất là khít, nó khít lắm. Nó rất là khít. Rồi, các bạn thấy không? Chỗ này nè, nó chưa có khít lắm nè, thấy không? Các bạn nhấn nhẹ xuống cho nó vô, nó khít cái khớp đó. Thế nó sẽ đảm bảo việc của bạn. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Cho anh em coi lại cái ốp UAG. Rồi, cảm ơn anh em, cho anh em coi lại cái ốp của UAG gắn cho MacBook Pro 14 inch ha. Ok, mình sẽ chia sẻ cảm giác của mình sau bao nhiêu năm xài lại laptop Mac nó sẽ như thế nào và một video khác. Cảm ơn anh em đã xem, unbox cái con UAG Pleo ốp lưng cho MacBook Pro 14 inch.